Do mâu thuẫn trong công ty, một nhóm đối tượng sử dụng hung khí chém bị hại gần đứt lìa cánh tay đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, thành phố Hà Nội. Ngày 1 tháng 7 năm 2022, tại thị trấn Bà Hiến, huyện Bình Xuyên, anh Nguyễn Trung Phong, sinh năm 2001, trú tại thành phố Thái Nguyên, do có mâu thuẫn với Ân Ngọc Quân, sinh năm 1993, trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, cùng làm tại công ty Newflex, khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên. Để giải quyết mâu thuẫn, hai người đã hẹn nhau sau giờ tan ca gặp tại cổng công ty để giải quyết. Trước đó, Quân đã gọi thêm 6 người, gồm Dương Quang Trung, sinh năm 1994, chú tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, Nguyễn Văn Sửu chú tại phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên, Trần Văn Bằng, sinh năm 2001, Hồ Văn Huấn, sinh năm 2002, cùng chú tại tỉnh Tuyên Quang, Sầm Văn Biển, sinh năm 2004, chú tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Lưu Kim Cương, sinh năm 1994, trú tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, đến đánh. Sau đó, xử, bằng, huấn, biểu, dùng hung khí đuổi theo Phong. Quá trình rượt đuổi, biểu đã chém trọng thương cánh tay phải của Phong. Công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.